Trước đây tôi đã có một cái video review ở trên TikTok rồi và tôi chê channel Hoa này rất thậm tệ. Nếu như bạn đã xem video TikTok thì mình cũng nói thẳng luôn, video YouTube này chả khác gì cái video TikTok cả. Hello, xin chào các bạn. Như tiêu đề thì chúng ta ngày hôm nay sẽ bàn luận về giò của nhà Giorgio Armani. Chúng ta đã từng có những video nói về giò phiên bản gốc, hay gọi là giò trắng, rồi giò đen hiện tại thì cũng đã ngừng sản xuất. Năm vừa qua thì mình đã nói về giò phiên bản EDP mới ra mắt của phiên bản giò trắng, rồi giò xanh cũng là một trong những lựa chọn mình rất recommend cho các bạn. Nên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về một cái phiên bản mới tinh, đó chính là giò phiên bản Parfum ở đây. Và chắc chắn rồi, mùi hương này nó cũng sẽ có liên hệ phần nào đó với những chai nước hoa mà mình vừa mới nhắc. Mặc dù cái thời tiết hiện tại nó không phù hợp lắm để review một chai nước hoa với một tông mùi mát mẻ dành cho mùa hè, nhưng mà để lỡ nó trong năm nay thì có lẽ mình cũng hơi đáng tiếc. Nên là cố gắng bắt chen được chai nào thì có thể làm ngay chai đó. Và ngày hôm nay thì xin phép được nói sâu hơn về mùi hương Acqua di Gio của nhà Giorgio Armani phiên bản Parfum được ra mắt năm 2023. Bắt đầu nhá. Trước tiên thì tôi đã có một cái video nói rất rõ về những phiên bản khác nhau của giò rồi. Từ giò trắng, giò xanh, giò đen, giò nâu. Và vừa rồi thì cũng đã có một cái phiên bản đó là giò EDP. Và đây là chai nước hoa mới ra mắt như trình bày lúc nãy. Thì các bạn cũng có thể ngó qua về cái phần ngoại hình mà mình sẽ đưa vào cho các bạn nhìn ở cái cam này. Đó chính là một cái thiết kế ombre ở trên là đen, và ở dưới bắt đầu có phần trong thủy tinh nhiều hơn. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái thiết kế này nó được lấy cảm hứng từ hai chai nước hoa, đó chính là giò đen và giò trắng. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Và một cái đó là cái chai nước hoa giò Parfum mới ra mắt này thì nó là nắp nhựa như thế này, không phải là nắp nam châm. Tại vì giò thì nó có những cái phiên bản, đặc biệt là giò đen này, thì nó có nắp nam châm như này. Đó. Nhưng mà cái phiên bản Parfum thì nó không còn nắp nam châm nữa nha. Đây là cái điều mà các bạn cần lưu ý. Tại vì có nhiều người thì mới dùng nước hoa thì các bạn thử những cái phiên bản giò đen, xong rồi các bạn xem review những cái phiên bản giò Parfum thì các bạn có một cái thắc mắc về cái phần ngoại hình như thế. Thì đây là để chia sẻ với các bạn luôn. Còn về cái phần vòi xịt thì đây. Đó, vẫn rất là ok. Mình thấy những cái sản phẩm giò thì về cơ bản vòi xịt là nó ở mức ổn. Tiếp tới thì chúng ta sẽ nói về cái phần mùi hương của chai nước hoa này. Giò có lẽ là huyền thoại rồi. Đây chắc chắn là một trong những chai nước hoa mà các bạn phải thử qua. Kiểu gì cũng phải thử một lần ở trong đời. Mà mình tin là nhiều khi cũng chả xem review của mình đâu. Mỗi khi các bạn đi ra trung tâm thương mại thì các bạn nhìn thấy chai nước hoa này là các bạn nghĩ tới mùa hè. Và nhìn tới giò trắng là sẽ nghĩ rằng mùa hè đang tới. Và có nhiều anh chàng gọi là chung thủy với mùi hương này suốt cả cuộc đời cơ, chứ đừng nói rằng là những ông chơi nước hoa. Và đây là chai nước hoa tôi cũng có sưu tầm. Và tôi còn một cái chai nữa to hơn ở cái phần dưới kệ phía dưới đất. Tại vì bây giờ kệ quá là nhiều rồi. Và cái phiên bản này là một cái phiên bản có thể nói là tạo nên một cú hít ở trong cái việc sử dụng cái nguyên liệu calon ở trong nước hoa. Đây là một cái nguyên liệu nhân tạo và nó tạo ra một cái mùi thủy sinh rất là mát mẻ như ở các dòng nước vậy, kiểu nước trái cây nhẹ nhàng như kiểu nước biển. Và đây là một trong những chân ái sử dụng vào mùa hè, nhưng chỉ có một điều rằng hiệu năng của nó quá kém. Và mãi đến sau này khi mà cái phiên bản giò EDP được ra mắt thì chúng ta nhận được một cái phiên bản tốt hơn về cái phần hiệu năng, nhưng mà mùi hương thì cũng có phần dày hơn. Và đối với cá nhân mình thì nếu như các bạn đang có ý định mua giò phiên bản trắng, phiên bản gốc, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đây là một cái lựa chọn tốt hơn với cái phần hiệu năng ok hơn, thay vì một cái chai nước hoa mà có hiệu năng quá kém đâu đó tầm 3-4 tiếng. Và cái chai giò Parfum năm nay được ra mắt, nó là một cái chai thay thế cho cái phiên bản giò đen đã bị ngừng sản xuất. Giò đen này thì với cá nhân mình nó sẽ phù hợp với những anh chàng đi office, kiểu làm việc trong môi trường văn phòng dành cho mùa hè, với một cái tông khỏe khoắn và lúc nào cũng tạo ra một cái vibe kiểu nhiều năng lượng. Thậm chí rằng là các anh, các chú tầm 30 cũng hoàn toàn có thể xài được.
Và có một cái người anh của mình rất khen chai nước hoa này, đó là anh Sáng. Lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau, tại vì anh ấy cũng đã về Nam Định rồi, không còn ở Hà Nội nữa. Thì anh Sáng anh rất khen chai nước hoa giò đen. Nhưng mà với tôi thì tôi lại thích cái giò xanh hơn, tại vì giò xanh nó có một cái sự trẻ trung. Có lẽ là do độ tuổi của hai bọn tôi cũng khác nhau nữa. Thì từ khi cái phiên bản giò Parfum này nó được ra mắt ấy, thì ngay từ khi mà nó được ấp ủ thôi, có những cái thông tin mà nó ra mắt, thì ở trên thế giới nó cũng đã được rất là nhiều người đón chờ để có thể thay thế được giò đen. Và khi về đến Việt Nam thì nói thật là trước đây tôi đã có một cái video review trên TikTok rồi, và tôi chê chai nước hoa này rất thậm tệ, tại vì mùi hương của nó không tốt. Và tôi đã để cho cái video này nó cách cái video TikTok lâu hơn, để tôi có những cái nhìn nó khách quan hơn, thì mình có thể coi TikTok nó là một cái trải nghiệm ban đầu, và về sau ở trên YouTube sẽ là một cái trải nghiệm kỹ lưỡng hơn. Nhưng nếu như bạn đã xem video TikTok thì mình cũng nói thẳng luôn, video YouTube này chả khác gì cái video TikTok cả. Tại vì đối với cá nhân mình ấy, đến bây giờ giò đen này nó vẫn không có gì thay đổi so với những cảm nhận ở trên video TikTok. Mùi hương này khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ nhận thấy một cái vibe của giò trắng, không, giò EDP. EDP thì đúng hơn. Tôi đã dành rất nhiều thời gian để side by side 4 mùi: giò trắng, giò EDP, giò đen và giò Parfum ở 4 vị trí khác nhau. Thì tôi nhận ra rằng cái phiên bản giò Parfum này nó là một cái phiên bản làm có phần ngọt hơn khá nhiều và tanh hơn so với cái phiên bản giò EDP. Đây là cái mà tôi nghĩ người Việt chắc chắn sẽ không bao giờ thích. Tại vì với một cái nốt hương tanh và với một cái gọi là cái quá trình sử dụng nước hoa chưa đủ dài đối với những người bắt đầu biết đến nước hoa, thì cái phiên bản này là một cái phiên bản rất khó chịu. Và số ít, mình nghĩ rằng là nếu như 10 người thì chắc đâu đó tầm 3 người sẽ thích mùi hương này thôi, còn 7 người sẽ thấy rằng là em nó rất tanh và lợ. Và đặc biệt ấy, thì nó còn có một cái bay ngọt ngay ở phần mở đầu. Đây, tôi sẽ xịt cái mùi hương này ra. Ngay ở phần mở đầu ấy, nó có một cái bay ngọt. Nó là một cái sự kết hợp giữa giò EDP và giò xanh. Hai con này kết hợp với nhau, nhưng nó bị mất đi một cái sự nam tính, một cái sự đầm và một cái sự rắn chắc của mùi hương ở giò đen. Thì tôi nghĩ đó là một cái sự sử dụng nốt hương nhang để tạo nên một cái bầy mùi có thể là ngà dày và có hơi hướng gỗ, tối hơn, trưởng thành hơn. Thì ở cái phiên bản Parfum này nó không có cái nét đó. Và có lẽ chính vì thế thì chai nước hoa này nó bị chê rất nhiều ở trên thế giới, tại vì nó không mang lại được cái nguồn cảm hứng thay thế so với giò đen, mà nó lại mang lại một cái sự nửa vời như chính cái màu ombre này. Nếu như mà mùi hương này để lấy được cái phần gam màu nào để thể hiện được thì đó chính là cái sự nửa vời ở cái giữa cái vạch đen và vạch trắng. Và với cá nhân mình thì nó là một cái thứ hơi hổ lốn, và nó là một cái phiên bản không cần thiết. Hàm ơn hãy trả lại cho tôi giò đen, hãy trả lại giò đen, hãy sản xuất nó lại, chứ tôi không cần một cái phiên bản này chỉ để phục vụ cái mục đích đó là đẩy một cái doanh số mới, một cái sự tò mò và thu hút hơn đối với những người mua để họ phải mua một sản phẩm mới. Nhưng đối với tôi, nếu như các bạn còn nhìn thấy giò đen thì các bạn nên mua chai nước hoa này, tại vì khi mà đã ngừng sản xuất thì chắc chắn chai nước hoa này nó sẽ lên giá rất nhiều. Ở trên tay mình đây đang là một cái chai với một cái size nhỏ. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy. Nhưng đối với mình, chai nước hoa này ngoài phần thiết kế xịn sò, nắp nam châm, thì mùi hương của nó tốt và nam tính, trưởng thành hơn rất nhiều so với cái phiên bản này. Đây là một cái phiên bản làm rất vớ vẩn. Đúng là hết ý tưởng, bắt đầu kiểu đẻ nhiều ấy, chả đâu với đâu cả. Và mặc dù đã rất là kiên trì với mùi hương này rồi, nhưng mà khi dry down ở trên da, dù trời nóng hay trời lạnh, thì cái bay tanh tanh xong rồi kết hợp cùng với cái ngét ngọt lờ lợ chả đâu với đâu cả, nó kéo dài và nó xuyên suốt. Trời ơi, tệ một cách thậm tệ luôn. Chưa hết đâu, chai nước hoa này nó còn rất là kỳ cục nữa. Các bạn biết nó ở khoản nào? Đó chính là về cái phần hiệu năng khá là khó hiểu. Cái phiên bản giò Parfum ấy, ở trên da mình đâu đó nó tỏa tầm hơn một cánh tay, tầm một cánh tay đấy. Kể cả khi mà dry down rồi thì nó vẫn tỏa rất rất tốt. Thì đây là một cái điểm mạnh, tại vì với những cái xu hướng dùng nước hoa của thị trường Việt Nam thì những cái mùi hương mà mùa hè mà tỏa tốt chắc chắn nó sẽ được điểm cộng. Nhưng
lưu thì lại khá là tệ. Tôi nghĩ rằng là với một cái hiệu năng tỏa tốt như vậy thì mùi hương này nó sẽ phải tồn tại lâu ở trên da, nhưng nó chỉ tầm 5 tiếng. 5 tiếng ở trên da có nghĩa là nó chỉ ngang với cái phiên bản EDP, thậm chí rằng kém hơn phiên bản EDP nhá. Cảm giác là bao nhiêu sức lực của giò parfum nó sẽ mang ra để nó tỏa hết. Và sau khi nó tỏa hết xong thì nó chả còn gì cả và biến mất một cách kiểu lặng lẽ và vô hình luôn. Mình đã phải thử qua em này rất nhiều, từ ngày nóng cho đến ngày lạnh. Thì những ngày mà thời tiết đâu đó khoảng tầm 25 độ thì các bạn sẽ thấy giò parfum nó lưu được khoảng tầm chắc là tầm 6 tiếng. Nhưng mà với những cái ngày mà trời nóng ấy, nhiệt độ tăng cao ấy, nó ảnh hưởng đến cái việc lưu hương ấy, thì cái con giò parfum này nó chỉ đâu đó 4 tiếng rưỡi cho đến 5 tiếng thôi. Rất là thất vọng bởi em nó. Và đây là một cái điểm trừ nữa. Và tôi đã dành rất nhiều sự kiên trì cho cái phiên bản giò parfum này. Nhưng nếu như để lựa chọn cho đến thời điểm hiện tại trong tất cả phiên bản giò, không nói những con giò nâu là khó mua nhá, thì đây là một con mà các bạn xài được mùa hè rất tốt dành cho người mới. Còn nếu như các bạn thích một cái bay mùi ngọt thì các bạn chỉ đơn giản mua giò xanh thế thôi. Còn giò đen thì các bạn có thể mua ở đầu cơ luôn cũng được. Vì con giò đen này về lâu về dài nó sẽ cháy hết hàng ở trên thị trường và các bạn lại thấy giá nó bắt đầu tăng vụt ngay. Nhưng đối với phiên bản này là một cái phiên bản thất bại, các bạn không nên mua cái phiên bản giò parfum. Và nếu như các bạn hỏi tôi rằng ừ thế thì nếu như em thích cái mùi hương này thì em sẽ thích cái phong cách như thế nào, hay là nó sẽ phù hợp với cái thời điểm và với cái outfit ra sao cho hợp lý, thì với cá nhân mình thì nó sẽ mang cái nét của giò xanh. Thì các bạn có thể mang tới một cái sự trẻ trung ở trong chai nước hoa này, hoàn toàn có thể mặc được. Và với những cái bạn nam mà tôi nghĩ rằng là các bạn thích những cái mùi hương mùa hè tươi mát nhưng mà có sự tỏa tốt để gây chú ý thì các bạn có thể tham khảo giò parfum. Nhưng mà với cá nhân tôi thì chúng ta có nhiều lựa chọn tốt hơn. Và nếu như bảo là ừ anh có thể cố gắng tìm xem một cái phong cách nào hợp lý thì chắc là áo polo, quần jean, hoặc đơn giản là kể cả áo phông basic nhảy quần jean thì các bạn có thể mặc được thôi. Và đối với mình thì giò là một trong những dòng sản phẩm của nhà Giorgio Armani. Họ sẽ hướng tới một cái tệp khách hàng số đông người dùng cơ bản về nước hoa thôi. Thì các bạn chỉ cần là nam tính là các bạn hoàn toàn có thể mặc được. Mùi hương này nó cũng không quá là già dặn và trưởng thành như con giò đen, nên là cứ tầm 18-20 là các bạn có thể xịt thoải mái thế thôi. Còn với mình thì những cái sản phẩm của nhà Giorgio Armani, đặc biệt là trong cái line giò này, thì chúng ta không cần phải cân nhắc quá nhiều hay là phải outfit làm sao cho nó phù hợp. Chỉ đơn giản rằng là mùa hè là các bạn thích một cái mùi tỏa tốt. Có thể nói rằng là giò parfum là một cái phiên bản tỏa tốt nhất trong những cái phiên bản mà mình vừa recommend cho các bạn về phần hiệu năng độ tỏa. Còn độ lưu thì khỏi bàn nhá. Đó. Và nếu như bạn đã là một người từng xài qua phiên bản giò parfum mới ra mắt này thì rất mong các bạn có thể chia sẻ cảm nhận ở bên dưới để cho mọi người cùng biết. Và các bạn muốn mình làm những chai nước hoa nào nữa thì cứ bình luận ở phía dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chê!